Xin chào các bạn, mình tên là Hưng, đến từ lớp Phúc Đinh K43. Hôm nay mình sẽ trình bày về interferon. Interferon còn là một cytokin. Interferon là một nhóm các protein tự nhiên được sản xuất bởi các tế bào của hệ miễn dịch ở hầu hết các động vật, nhằm chống lại các tác nhân ngoại lai như là virus, vi khuẩn, ký sinh trùng và tế bào ung thư. Interferon được chia thành 3 loại là type 1, type 2 và type 3. Nguồn gốc của interferon có 3 lớp interferon chính là alpha, beta và gamma. Chúng thường có chung các tác dụng như là kháng virus, kháng khối u, hoặc hóa đại thực bào và tế bào lymphoid NK. Ứng dụng của interferon là gamma có liên quan đến sự điều hòa miễn dịch và phản ứng viêm. Ở người chỉ có một loại interferon là gamma, nó được sản sinh bởi các tế bào T hoạt động và tế bào NK. Interferon gamma cũng có tác dụng là kháng virus và kháng ung thư, nhưng tác dụng này rất yếu. Do vậy, interferon gamma không được sử dụng để điều trị ung thư. Kết luận lại, interferon có 7 đặc tính như sau là kháng virus, điều hòa miễn dịch, chống tăng sinh khối, kích thích sự biệt hóa tế bào, điều hòa sinh trưởng tế bào, giải độc, kháng đột biến. Từ 7 đặc tính trên, con người đã vận dụng vào việc chế tạo các loại thuốc chữa bệnh an toàn và hiệu quả.